Tiếp tục qua việc anh chị. Lô đất này gần 200m2, sổ hồng riêng, gần trường học, gần chợ. Và đây là thành phố Thuận An. Và anh chị biết giá bao nhiêu không? 11 triệu một mét thôi. Bán gấp bán vội nha, cực kỳ rẻ luôn. Em nghĩ là anh chị xem xong video lô đất này là chắc là không muốn xem lô đất nào khác nữa. Tại vì lô này cực kỳ rẻ quá nhỉ. Tính ra nó chỉ có 11 triệu một mét thôi, gần 200m2 mà chỉ có 2 tỷ 150 triệu. Đấy, cho đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An quý chị. Thì ngày hôm nay em sẽ mang tới anh chị mình lô đất phía trong đây này. Đó, đường ô tô tới nhà quý chị nha. Đó, chỗ này để dễ hình dung và anh chị tìm kiếm giúp em: trường trung học cơ sở Bình Chuẩn hoặc là trường tiểu học Bình Chuẩn 2, kế bên trường luôn, trường học đó quý chị thấy nhìn được luôn nha. 100-200m thôi anh chị nha, cực kỳ ok luôn, VIP, siêu VIP luôn anh chị nha. Đó, đất mình là chỗ đông đông á. Bên đó nhà, bên đó có một căn nhà mới xây, hôm nay người ta vào nhà mới á, nên là khách người ở trước nhà nó hơi đông. Em quay từ phía ngoài vào để anh chị mình cảm nhận. Đường trước nhà đường bê tông, đường ô tô anh chị nha, ô tô đây, trong kia có chiếc ô tô luôn. Nói chung là đường ô tô. Đường này phải được hơn 5m một chút xíu ha quý chị nha. Đấy, thì một cái vị thế mà nó kế bên cái trường học luôn quý chị ạ. Chỗ này mà mình ở đây, con em mình đi học á, chỉ cần đi bộ thôi. Ở đây là cái cụm trường học của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An ngay đây luôn. Đó, anh chị mình thấy VIP, cực kỳ VIP luôn nha. Đó, đường trước nhà đường bê tông. Lô đất này của em là 190m anh chị, sổ hồng riêng. Tất cả bất động sản bên em review là sổ hồng riêng hết anh chị nha. Mua bán công chứng, chuyển nhượng sang tên, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đấy, lô đất sát bên căn nhà mới xây đúng quý chị. Ở chỗ này có hai lô lận ha, lô của mình sát bên căn nhà quý chị, sát bên căn nhà nha. Lô này 190m2 anh chị nhá. Đấy, anh chị nào đang cần tìm một lô đất giá rẻ như lô này, tính ra có 11 triệu mét, anh chị nghĩ sao? Gần 200m2 mà chỉ có 2 tỷ 150 triệu. Em nói với anh chị mình là không bao giờ có một lô đất thứ hai mà ngoài cái vấn đề rẻ ra thì cái vị thế lô đất của mình thì nó phải nói là tuyệt vời luôn. Ở trên thị trường không dễ gì mà kiếm được một lô đất như thế này để mà so sánh đâu anh chị ha. Đây, trường học đây quý chị này, trường học này quý chị thấy trường không? Đó, thực tế chưa? Cái lô đất của mình là phía sau cái trường học quý anh chị nha. Đường thì đường ô tô đó quý anh chị thấy ô tô không? Xíu nó ra lại quay lại cái đường nha anh chị mình xem, đường ô tô nha. Đó, nên là anh chị mình ơi, anh chị nào đang mong muốn tìm một lô đất kế bên trường, kế bên chợ, mức giá thì phải nói là tuyệt chủng, siêu rẻ, trên thị trường không bao giờ có. Đấy, với cái vị thế như thế này mà giá 11 triệu là em nói là không bao giờ có lô nào để mà so sánh đâu. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Chiều dài nhà mình xây giống căn nhà mới xây đây. Đó, dài 43m quý anh chị ơi. Mê không quý anh chị ơi. Đó, mình xây gì mình xây ha. Xây nhà cũng được, xây nhà trọ cũng được, mình thích xây gì mình xây. Cái vị trí là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dễ hình dung, anh chị tìm giúp em: trường trung học cơ sở Bình Chuẩn, trường tiểu học Bình Chuẩn 2. Đó, hai cái vị trí đó quý anh chị nha, là kế bên nha. Đấy, thì em sẽ quay cái cổng trường cho anh chị mình xem này. Đây, em sẽ quay cái cổng trường này cho anh chị mình xem nhá. Đây, ra phía trước cổng trường này quý anh chị này. Đấy, chỗ này là trường tiểu học Bình Chuẩn 2. Quý anh chị thấy không? Trường tiểu học Bình Chuẩn 2 đây. Đó, ngay cổng trường luôn nha. Đó, chỗ này là cái cụm trường ở đây luôn. Chạy lên đây một chút xíu này là trường trung học cơ sở Bình Chuẩn. Đó, đây, cái khúc này, hai cái trường này nó liền kề với nhau luôn anh chị nhá. Đây, trường trung học cơ sở Bình Chuẩn đây. Đó quý anh chị nhá. Anh chị tìm kiếm giúp em ha. Em review là đâu ra đó anh chị nhá. Chỉ cần tìm là ra nhá quý anh chị nhá, là biết được vị trí đất ở đâu nhá. Đó, ngoài ra cái thửa đất của mình này nó gần với chợ Bình Chuẩn luôn. Đó, cái gì cũng liên quan tới chữ Bình Chuẩn anh chị nhá. Tại vì đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh chị tìm giúp em chợ Bình Chuẩn. Đây, đây cái chợ Bình Chuẩn đây quý anh chị theo. Đó, chợ Bình Chuẩn hay còn gọi là chợ Việt Sinh Bình Chuẩn quý anh chị nhá. Đó, tên của nó là chợ Bình Chuẩn. Quý anh chị theo. 500m giúp em ha. Cái chợ Bình Chuẩn thì 500m. Còn cái trường trung học cơ sở Bình Chuẩn và trường tiểu học Bình Chuẩn 2 là đây này, đây này. Đó, phía sau trường này ha. Thì mình tính 100-200m thì thôi anh chị nhá, phía sau của trường nhá. Đó, vậy là anh chị mình chỉ cần tìm kiếm những cái vị trí đó, anh chị sẽ biết lô đất này ở đâu, đúng không ạ? Đó, với một cái thửa đất gần 200m, chính xác là 190m anh chị nhá. 190m quý anh chị ha, có 100m thổ cư rồi. Anh chị muốn lên thêm thổ cư, anh chị lên thoải mái luôn anh chị nhá. Lô góc này vuông góc đẹp tuyệt vời luôn. Đó, sổ hồng riêng, mua bán công chứng, chuyển nhượng sang tên, có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị. Mức giá này vẫn còn thương lượng anh chị nhá. Đấy. Anh chị nào mà thấy hiện chị thấy phù hợp thì mình có thể thương lượng thêm, bớt thêm quý anh chị nha, để mua bán nhanh chóng nha. Hiện tại bây giờ là chủ đang cần bán gấp nên đưa ra mức giá, em nói với anh chị mình là trên thị trường không có so sánh được đâu, không có lô nào để so sánh đâu. Đấy, đường ô tô này chứng minh này quý anh chị này. Ô tô vào này quý anh chị không, ô tô 7 chỗ nha, vào ok nha. Đường bê tông hơn 5m mà. Đó, đường bê tông đó quý anh chị ha. Rồi, gần các cái trục đường để cho anh chị dễ hình dung: Bình Chuẩn 10, Bình Chuẩn 16, DT743. Đó quý anh chị ha. Bình Chuẩn 10 là ngay đây và Bình Chuẩn 16 là ngay đây luôn quý anh chị nha. Còn nếu mà anh chị mình ra đường DT743 là cũng gần đây luôn, tầm 400-500m quay đầu thôi. Đó. Vậy là lô đất của mình là gần trường tiểu học Bình Chuẩn 2, trường trung học cơ sở Bình Chuẩn và điều đặc biệt nữa là gần với chợ Bình Chuẩn 500m,
gần đường DT743 500m, gần ngã ba Việt Sinh 500m, gần đường bình chuẩn 10, gần đường bình chuẩn 16, chỉ trong vòng bán kính khoảng 2 đến 300m quay đầu anh chị nha. Một lô đất xây tự do, mình xây gì mình xây quý anh chị, xây nhà ở là đẹp nhất quý anh chị nha. Đó, mình có thể xây một lầu, hai lầu, ba lầu cũng được, xây cấp 4 cũng được quý anh chị. Đó, đường thì đường ô tô tới nơi. Rồi, giá chỉ có 11 triệu một mét thôi. Tính ra là 2 tỷ 150 triệu cho cái lô đất 190 m vuông này và có 100 m thổ cư. Anh chị muốn lên thêm mình lên thoải mái quý anh chị. Đó, đường trước đất là đường ô tô, giống như nãy giờ quay giờ cho anh chị mình xem đó. Đây. Đường này là ô tô vào tới nơi thoải mái quý anh chị nha. Đó, rồi, ra đường bình chuẩn 10, ra đường bình chuẩn 16 ngay đây. Ngay đây quý anh chị ha. Tầm 100m, 200m là ra, bước ra đây là đường bình chuẩn 10, mình ngay đây rồi. Đó, một cái vị thế mà kế bên trường học, kế bên chợ, một cái mức giá mà phải nói là trên thị trường không bao giờ có một cái lô nào để mà so sánh được với cái lô này. Thứ nhất là về giá rẻ, thứ hai là pháp lý thì chuẩn chỉ, thì trước giờ em chỉ review bất động sản pháp lý rõ ràng thì anh chị biết rồi ha. Đã được check quy hoạch, sổ hồng riêng anh chị nha. Và cái vấn đề quan trọng ở đây là gần trường, gần chợ mà giá là giá tuyệt chủng 11 triệu một mét thôi. Đấy, gần 200 m vuông, chính xác là 190 m vuông đó, sát với căn nhà mới xây quý vị. 190 m vuông, 100 m thổ cư, ngang 4m3, dài 43m, hướng đông nam, giá 2 tỷ 150 triệu thương lượng. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc giúp em ha, vào việc giúp em. Rồi, xin cảm ơn.